Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh xe máy Hòa Bình Minh và mình là Hà My. Hiện tại thì miền Bắc sắp bước vào những ngày nắng nóng kỷ lục và với cái tình trạng là nắng nóng bỏng rát thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là những cái phương tiện của bạn. Vì vậy sau đây thì mình sẽ có một vài lời khuyên cho các bạn khi sử dụng xe máy ở ngoài trời nắng nóng. Điều đầu tiên đó chính là các bạn thay dầu động cơ, nước làm mát. Vào mùa hè khi các bạn sử dụng xe máy thì sẽ khiến cho xe của bạn các bạn sẽ nóng hơn. Thì việc thay dầu động cơ là rất quan trọng. Khi các bạn thay dầu mới sẽ làm cho động cơ xe của bạn hoạt động được êm ái, giúp cho cái việc tản nhiệt sẽ được tốt hơn, giúp làm máy của bạn mát hơn. Ngoài ra thì đối với nước làm mát thì khi các bạn bổ sung nước làm mát, việc đó sẽ rất là cần thiết. Vì nếu như nước làm mát cạn thì sẽ khiến cho xe của các bạn rất dễ là bị ì máy, bốc hơi. Và ngoài ra thì kèm theo những cái hệ quả không đáng có. Vì vậy các bạn nên bổ sung nước làm mát thường xuyên để cho xe của bạn hoạt động được hiệu quả và an toàn hơn. Thứ hai đó chính là kiểm tra lốp xe. Đối với khi mà các bạn đi xe ngoài trời nắng nóng, đặc biệt là nhiệt độ mặt đường rất là cao, cộng với đó là ma sát giữa lốp xe với mặt đường sẽ khiến cho không khí ở trong lốp rất dễ bị giãn nở, việc nổ lốp rất dễ bị xảy ra. Vì vậy các bạn nên kiểm tra lốp, việc đấy rất là quan trọng. Nếu như mặt lốp bị mòn, các bạn nên thay lốp mới. Và đối với những dòng xe mà sử dụng lốp có xăm thì các bạn nên kiểm tra cả xăm nữa. Và khi mà các bạn sử dụng xe ở ngoài trời nắng nóng nhiều trong thời gian dài thì các bạn nên giảm bớt áp suất không khí ở trong lốp để đi xe được an toàn hơn. Điều thứ ba đó chính là các bạn nên đi đều ga, hạn chế rà phanh. Việc các bạn rồ ga, tăng tốc hay là gặp những cái tình huống phanh gấp khi các bạn đi xe số, nếu như các bạn lặp lại thường xuyên ở xe ga sẽ dẫn đến cái tình trạng đó chính là sẽ làm nhanh, làm giảm tuổi thọ của cụm ly hợp hoặc là dây cu loa truyền động và sẽ khiến cho xe tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn. Vì vậy các bạn nên chú ý tốc độ, đi đều ga, hạn chế những trường hợp phanh gấp để cho xe hoạt động được tốt hơn. Và điều này không chỉ khiến cho xe tiêu hao nhiên liệu tiết kiệm hơn mà còn giúp cho hệ thống làm mát được hiệu quả hơn. Thứ tư đó chính là vệ sinh xe máy thường xuyên. Việc bạn để đất cát bụi bẩn bám nhiều vào xe của nhà mình sẽ làm giảm cái khả năng tản nhiệt của một số bộ phận ở trên xe, đặc biệt là khi ở cái phần lốc máy, nếu như bị đất cát bụi bẩn bám nhiều sẽ làm giảm khả năng tản nhiệt của cái phần động cơ, sẽ làm cho nóng máy quá nhiệt và nhiều cái hệ quả đi kèm. Vì vậy các bạn nên vệ sinh xe máy thường xuyên để xe hoạt động được ổn định và an toàn hơn. Và cuối cùng đó chính là trang bị thêm cho chính bản thân cũng như chiếc xe của nhà mình những cái dụng cụ chống nóng. Việc di chuyển ngoài đường trong những ngày nắng nóng này sẽ khiến cho cơ thể cũng như là xe của nhà mình sẽ gặp nhiều cái tác động ở bên ngoài. Vì vậy các bạn nên trang bị cho mình thêm ví dụ như khẩu trang, áo chống nắng, kính râm và thêm một chai nước nhỏ. Ngoài ra một số những cái chi tiết trên xe như yên xe bọc da, tay lái rất dễ dẫn nhiệt, gây khó chịu. Vì vậy các bạn có thể trang bị thêm những cái bọc yên, bọc tay lái hoặc là chùm xe để xe cũng không phải chịu những cái tác động từ bên ngoài. Và trên đây là một số những cái lời khuyên cho các bạn khi đi xe ở những cái thời tiết nắng nóng. Và nếu như thích video này, các bạn hãy ấn like, share cũng như là đăng ký kênh để có thể cập nhật được những cái video mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.